ta vào người ta giới thiệu cho cái nhà to như thế này buôn phụ liệu thì thôi rồi, thoải mái nhá. Đây là nhà bán phụ liệu gần to gần nhất chợ đổ mà đang vào đây rồi nhá. Rồi, gần nhất hẳn rồi chị ạ. Cứ cho là tạm thời gần nhất. Cứ cho chứ gần thôi nhờ, không phải là nhất, cho gần thôi. Được gần là được rồi chị ạ. Đây đúng không? Đây là 60 đây. 60k. Đây gì? Ừ, ngõ này rộng nhỉ? Hồi xưa ông xã hay chơi cá chọi đây. Thế á? 18, 26, 24. Nên lại quay vào đây đúng không? 18 nó trong này à? Bên này số trắng 22, 20, 18. Đây. Ôi giời, nhà to như thế này mà. Đây là phụ liệu nhá. Ngõ rất là rộng, xe để thoải mái. Người ta vào người ta giới thiệu cho cái nhà to như thế này buôn phụ liệu thì thôi rồi, thoải mái nhá. Đây là nhà bán phụ liệu gần to gần nhất chợ đổ mà đang vào đây rồi nhá. Gần nhất hẳn rồi chị ạ. Cứ cho là tạm thời gần nhất. Cứ cho chứ gần thôi nhờ, không phải là nhất, cho gần thôi. Được gần là được rồi chị ạ. Nguyên cái khoản chun là nó đã nguyên cả một cái chỗ này rồi nên là cũng mà thoải mái để mua. Chỉ này, chun này, đây là cửa hàng Thu Hưng, mình hay gọi là Thu Hưng, chả biết là ai là Thu, ai là Hưng. Thì biết là cửa hàng Thu Hưng ở số 18 đúng không? 18 trên 60, Phan Bội Châu. Rất là nhiều, bán cả luôn thùng này. Ở đây là các loại phụ liệu. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Có thể ở đây thì là gì cũng có rồi, nó là phụ liệu phụ kiện, mách này, khóa này, gen này, chỉ này, khóa thì cực kỳ nhiều rồi. Ở đây thì gì cũng có nên là yên tâm. Cho chị lố khóa đỏ 60. Đỏ cho một cái, một lố đỏ đô, một lố đỏ tươi được, cho có cái này đi. Bao nhiêu cái à? 20 thôi. Cái đấy tạm thời thế. Khóa dài 35 mở tung có màu trắng, màu... màu đen. Ở đây thì chỉ cũng rất là nhiều mếch đây. Cả một kho mếch. Mếch thì rất nhiều luôn. Không gì phải suy nghĩ cả. Vào trong này lấy mới dễ này. Mới tiện này. Nhiều. Không, để cái này cô biết thì cô gọi. Chứ còn đang dùng. Này, cúc này. Các loại cúc. Nhiều. Đây, các loại mặt đai. Đấy. Rất là nhiều loại. Chỉ, gen, nhiều chưa? Đây là đến đây cái gì cũng có nhá, gì cái gì cũng có. Đây chị em làm may thì nhớ qua đây nhá. Qua đây để lấy. Vì cái này tiện quá rồi. Rất là nhiều luôn. Khóa 60 này. Khóa quần này. Ngày đỡ phải thuê người trông nhà còn gì nữa nhờ. Nếu mà ai đã làm bánh may thì biết rồi, ở đây thì gì cái gì cũng có rồi, cho mọi người qua đây. Rất là nhiều những cái, những người mà người ta may nhỏ đấy, bây giờ không biết là các em đi đâu, vì đâu có liên hệ qua Zalo đâu. Những người mua nhiều thì mới biết được đúng không? Còn lại thì nhà chị mọi người theo dõi khá là nhiều, nên những chị em nào mà làm bánh may ấy, nhớ đi qua đây ủng hộ cho Thu Hưng nhé. 18 trên 60 Phan Bội Châu. Số điện thoại nhá, vợ này 0392631323. Ở chồng này 0967378529. Đấy, nếu như ai mà bán buôn hay là bán lẻ, cứ liên hệ muốn nhà to như bạn Thu này thì nhập luôn về xong bán đầu từ nhỏ xong thành to nhá. Đấy, cứ to như này là được rồi ạ.